Liên Quân, Liên Minh, Free Fire, Đột Kích, Ngọc Rồng và tất cả các loại game khác uy tín, giá rẻ chất lượng, hãy đến ngay với shop đức thoại vlog.com ủng hộ mình nhé. Từ không trả được nữa. Đã bảo là từ từ đã. Đã bảo là không trả nữa. Đừng cản tao. Con sai. Bây giờ anh hãy đừng cản em. Thế em đón chồng phải khác đừng cản em. Từ từ. Anh không. 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 Anh nên hôm nay là cái ngày gọi là em cho dù bệnh tật của em nào em bỏ qua hết rồi. Được rồi, sao đứng trước đây nào. Kể cả cái đuôi, kể cả cái cả người yêu cũ hay người yêu mới, kể có thằng ngọc cái gì em không cần hiểu không? Tầm này, đi. Tầm này thôi có nó thành cướp hết hiểu không? Đây là cái em cần đến đây này. Chưa xong rồi hả? Em trầm trở này lâu lắm rồi. Bật ba máy lên mỗi thằng nhìn vào một máy em. Sao thằng? À không, ý bảo mấy thằng em còn mấy thằng anh nhìn vào máy này. Có mấy thằng em nhìn vào kia. Nhìn bao giờ nó lấy lên con số 1 triệu ra nhá. Thằng làm quay khá là quay chết. Đâu, quay kỹ rồi. Mày quay tao đến sắp mà nó nhảy lên mà mày không bắt được cái cảnh đấy thì tao trừ lương mày. Không, trừ lương gì, cho thằng đi thật mà. Anh à, cho thằng thoại mà. Ừ. Anh ba gái thì lấy đâu cho anh. Ôi trời ơi, chậm rồi. Ôi trời ơi. Ôi đau. Mày nhẹ nhàng chứ đâu. Vui vui quá quên mất cái lỗi đau à. Từ từ, tay đâu. Không biết ở đây xong tí lại đi viện ở đây. Ôi trời ơi, giật mình cái thằng kia. Tao tin nhớ hả? Chỉ cần nó lại một con số thôi nhá. Đấy anh em ạ. Nói chung là từ trước giờ em chưa. Từ trước giờ là mình gọi là toán trời cũng phải khác là 1.000 này, 10.000 này, 100.000 này, xong 500.000 này. Mà bây giờ là con số 1 triệu đấy, đây là cái cột mốc gọi là quan trọng nhất trong đời của mình. Thì từ trước giờ mình cả thân chung là đang nói vì hôm nay là với anh Mạnh, anh đón đưa mình từ bệnh viện về. Thì cái thằng Tuyền là nó đến giữa đường nó buồn ngủ, nó chạy về nhà nó ngủ, bây giờ gọi nó không ra kịp anh em ạ. Thế thôi tôi cả. Thôi canh phải đứt toàn lâu thì mình đón cả hai anh của mình là đúng được rồi. Anh ở đây có anh đóng anh Mạnh, hai anh của mình chuyên xử lý rồi anh em biết đâu. Đấy, trong mọi công cuộc hay mọi việc gì cho dù nhỏ hay to đều có hai anh mình rồi kết hợp lại với mình. Đấy. Nếu em phải bình tĩnh. À, đây rồi, nó đây rồi. Mày nói gì đi, thằng Thầy cứ đứng xa ra. Mày nói gì mày nói đi. À? Nó có mẹ. Con này tránh ra. Mày mất chân xăng ra mưa. Mất chân xăng ra. Mày không nói hết rồi tao không. Nói chung là tất nhiên những lời tao chuẩn bị nói gì mày cũng nói rồi. Chắc chắn rồi. Anh nói chung là cả mất cả các bạn là sơn. Mất chung mày đó. Không mẹ thấy khá đứa. Anh chẳng một chiêu sắc của em xử ra. Tất cả các bây giờ giữ khoảng cách nói chuyện, giữ khoảng cách này cái đầu lẽ ra chứ. Riêng mà mất cái khoảng khắc này của ta chứ. Làm cả đời mà không bao giờ làm lại được đâu nhỉ? Mày chết, đừng có đùa với tao. Đừng có đùa với tao. Rồi lâu rồi ạ. Mình bỏ kính đi cho nó sáng đi. À, bỏ kính để mình nhìn khoảnh khắc là 1 triệu sắp thì nó nhanh nhỉ? Anh, hôm qua nó có buồn vì cái chuyện con Ngọc, nhưng hôm nay gọi là quên hết mẹ sự quan trọng thằng này. Mày mới ra viện xong rồi sung ấy. À, tay đâu? Từ từ, em phải húng không mày bằng được ấy. Bây giờ mình gặp phải cái chuyện gì vui vào trong đời gọi là trời mình ngóng cái ngày đấy đi rồi mình ngóng cái ngày mà mình gọi thành con người. Ôi cái cứ nhảy lên nhanh nha. Bây giờ thì trước khi lên một trận sắp mình cũng cáo tất cả chính năm chỉ người đã sắp ra anh mình. Hy vọng anh em sẽ gọi ngay bố mẹ này hoặc hàng hốc và ngay mình cho triệu sắp đi chứ. Cho nó nhanh. Mình chờ phải khách người lên nó lâu lắm rồi. Ôi, nhưng bà này, nhưng mà đứng sau nó đỡ đấy. Không, 1 triệu là nó rớt đấy, nó lại rớt, nó sướt, nó sướt. Không sao đâu, đi lên 1 triệu xong mình lại nhập viện để chữa nốt cái tay anh em nhé. Cho ôm nước đi. Không, phải nước gì đâu. Khô cái hết cổ rồi. Không sao anh em mình xong 1 triệu xong phát anh em đi uống máu luôn. À, anh em uống nước màu đỏ thì em cũng tưởng máu. Sở tinh nhỉ? Ờ, sở tinh đấy. Ôi, cái mẹ mà lấy lâu đấy nhỉ? Nhưng mà anh hỏi chứ không phải là lúc sáng em ở viện là em chưa đến nhanh không? Chưa nhỉ? Em tỉnh dậy phát em thấy cao quá thì em bắt đầu. Thế nào cứ thấy mùi hôm tô là cái mùi chuẩn chết. Mùi hôm chết. Này, em làm mất nhỉ? Thôi em làm nó cái này chạy liver trực tiếp mà. Trong đây còn là chiều củ rồi. Anh ơi! Gần rồi. Trong này củ hơn mà. Xin lỗi nhỉ? Trong toàn củ. Chủ yếu là thế à? Chủ yếu nó nhìn thấy khoảnh khắc 1 triệu sắt mày. Đúng rồi. Mày chia đây vào thì quay ra ăn bố. Còn nước mặn miệng. Cái thằng nào gọi em?
sao lâu thế nhỉ? Hai cái bọn này là đai rác à? Ôi, quên đấy nhỉ, William, vào đây William ơi, anh em ơi. William Sơn. Đúng rồi, hôm nay có ba anh chính của mình như này. Đâu cái này đi làm đây, anh ngồi lốt lại đừng chém mình, đừng chém mình. Ngồi đây. Anh ngồi đây. Anh ngồi đây. Đừng chém nhá. Ngồi đây, đừng liên quan mẹ gì, ngồi đây. Ngồi đây. Ngồi đây. Mày đứng đấy, đứng để cho anh em nhìn. Đấy, anh em bây giờ sẽ gọi một phút mặc niệm để chào khách khác đấy nhá. Cái gì? Ai? Cái gì? Không, không. Anh có thịt chó ăn đâu. Mày gọi cái gì? Đang cần triệu sang bên tầng này không tiếp cái ai cả nhá. Mày chán lắm không nghe gì cả. Tay vào tao không? Nó biết mày đang chuẩn bị một củ sắc nó gọi để cho mày có là mời nó lên ăn thôi đấy. Thôi lắm. Đấy mày biết mình triệu sắc nó gọi chung là ngay đấy. Từ đây bao nhiêu cuộc gọi à? Đang ngủ. Cái gì đấy? Cái gì thầy máu? Giật cả. Anh sẽ ăn thôi, ăn ké à? Chân thịt chó. Trần lộn thế nhỉ? Đăng ký thì đăng ký nhanh nhanh như... Số hết cả đùa. Cái gì? Em phải mạnh dạn giúp mình chứ bây giờ. À, không thế này, không thế này. Đây này. Có khi anh em mình phải gọi cho cả họ đăng ký chắc là đủ ấy. Không, để anh gọi cho ông nội anh ấy. Xong bảo không bảo. Chỉ trong vòng tầm 5 phút nữa là được rồi. À, 5 phút nữa? Bên trong nó được rồi. Bên trong được, bên ngoài nó chưa cập nhật kịp. Đây, bên trong này. Triệu 100. Ủa, thế cũng giống như con loài hả? Giống con loài anh nhỉ? Để loài nhảy chậm tầm 3-4 tiếng. Một triệu đi em ơi. Cái màn hình này anh nhìn thấy không? Đâu sao? Ở màn hình này tối này. Màn hình này được rồi. Màn hình này được rồi. Đi mẹ này chết rồi. Được rồi. Được rồi. Màn hình kia anh em mình không nhìn rõ đây, anh em phải sang màn hình này. Mày đâu cũng nhẹ thôi, đâu vừa phát bảo. Không sao anh ạ, tí nữa mình nào mình hút gọi là mình bằng à. Trốn viện thì mình về thì nó phải khác rồi, tí nào chẳng phải nhập viện lại đúng không? Trốn viện nhá. Mình cứ mạnh dạn lên tí thích mổ lại làm sao anh? Không được. Mình đang mổ lại 2 lần rồi, thích mổ lại 3 lần thì không sao cả, quá tam mà vậy. Không sao. Quá tam mà vậy thì chó dưa mặn. Gì đấy? Mày con chó trâu gì này? Mày chưa bao giờ mày được cái khoảnh khắc mày. Em thì anh. Thế mày thích mày mũ. Ấy thì vừa ấy mình cứ nghĩ là hôm nay đó chồng phải khác mà triệu sau này không có được một tiền vì kênh này của hai thằng kênh là chuyên đi một cặp rồi. Hai nhà mình là chuyên là một cặp của cái kênh này rồi nhưng mà bên thằng này nó lại không đoán được để mỗi mình ra đoán được cả hai ba anh của mình nữa, nhiều lúc nó khó. Ấy mày bắt mày mới ra kịp mày ngủ hả? Ngủ à? Ngủ à? Thích ngủ không? Ngủ không? Tao bán kênh kìa. À, nó không chắc mày cũng phải thông cảm tao chứ. Ông thì tôi không cãi nhau đâu. Mày sao tại xem thảo lâu nhỉ? Ép làm lại phát lại. Không phải nó vẫn đang nhảy này chẳng qua là bên ngoài nó chưa cập nhật kịp. Em ơi. Thôi đừng lên. Tí là nó chưa nhảy. Ôi ơi, được. 11:56, à 13:56 rồi. Sắp 2 giờ. Ui, bên trong này hơn 200 nghìn là an. Mày chân đáng rồi. Em cứ ngồi nghỉ đi. Ôi, đúng là bà đưa cái quạt cho nó mát nhỉ. Thôi, quạt miếng thôi. Cứ phải tắt một hồi tí nữa. Anh bật điều hòa. Tí đi dán xe anh mạnh quay như anh mày nhỉ. Em mày nghe. Được 1 triệu sắc anh ôm anh đón, cảm phép anh đón chứ đâu. Thôi. Đi cầm. Cũng khó ra này. Tôi không đi qua làm nhập viện. Ba. Đi từng quá cho mình để ôm đi. Bắt đầu các bạn tắt được một tiền hạn. Chắc chắn. Em khá là bất hạn. Anh được tìm được cái nghe là nó sẽ làm. Không. Anh không để cho anh điện để cho cái thằng ở bên Mỹ vào cho anh nghe nhé. Một thời gian chạy, lúc chạy. Bây giờ mình nhảy cái là mình nhảy luôn. Cái này giờ nó không chạy kiểu từ cái một trước nó chạy kiểu từ cái nữa. Nhảy phát là mình lên một chiếc phát đầm anh đi luôn. Cảm ơn tất cả các bạn đã gọi là ủng hộ cho cái kênh YouTube Đức
tọa với lớp của mình để anh em mình đạt được cái khoảnh khắc 1 triệu sắp này. Đấy thì cái khoảnh khắc này là anh em chờ đón nó cũng phải là hơn năm rồi. Nói chung đêm từng đêm, tháng từng tháng, anh em mình tháng từng tháng này nói hơi liếu. Em chờ ngóng cái gọi con số 1 của ấy lại. Nhưng mà bây giờ lại xong rồi mình thèm con số 10 triệu lại. Hát thì thương mày. Thì anh em mình có ước mơ như thế, ước mơ thôi chứ không biết bao nhiêu vậy. Đâu, đây rồi bây giờ anh em nghe thấy chó ăn mừng nhá. Thế là không có đơn, mình nghe cái này. Tôi ăn gì? Tôi gì? Tôi trên viện, tôi cơm trên viện. Không, trên viện đấy việc với em, còn anh em ăn gì không? Ôi. Ôi thì anh em mạnh dạn nhà ăn cái gì rẻ rẻ chứ. Ở đây còn có bao nhiêu anh em ấy mạnh dạn rẻ rẻ chứ tao lên viện bác sĩ xuất hết tiền tao. Trong rưỡi. Ôi kìa túi thủ. Ôi xưa. Có tặng người sau túi tao còn tiền nên là túi thủ lấy mất mày. À với anh 30 nữa là rơi. Ôi chết của em rồi. 30. 30 cái hắn mẹ hắn. Đậu được rồi. Mời mà ông cốc trà đá được nhờ. Rồi vãi xì mày. Mẹ ăn 5 triệu sắp năm rồi. Thôi cứ đá. Thôi thì lời cuối cùng là mình cảm ơn tất cả anh em nhé. Thì để mà lên được một triệu sắp này thì chắc chắn là mình phải làm cái gì rồi. Chẳng qua là chưa thể quay cho anh em xem được. Còn bây giờ thì nếu bao giờ anh em mình ăn mừng thì mình sẽ quay cho anh em xem nhé. Chỉ ngày mai thôi. Đâu nhưng mà bây giờ không kịp nên mình không quay được cho anh em. Còn bây giờ mình đưa anh em đi hoặc là gọi là xả xì chết, xả xì chết. Ăn mừng gọi là ăn mừng kéo sắp thử là bao nhiêu. Đi 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 đi. Này, đặt tay đây. Quên rồi, Vợ vào viện vào viện. Viện tới đâu? Thôi đi mẹ trên đất đi, cho nó máu. Đi ngang vào đây. Đi ngang đi, con cua đi ngang. Đi ngang. À, viện đây mở cốp đây, cho vào cốp đây. Cho vào cốp đây, cho ra cốp ngồi đây. Ôi, ngồi đây, đây ngồi nhảy, ngồi nhảy. Cho vào cốp luôn, ngồi bên đây. Đút đầu luôn vào trước. Rồi. Đây ngồi đây. Ok thôi anh em nhé, hẹn em cả clip sau nhé. Bye bye anh em.